Hello mọi người, welcome to Minh Nguyễn Design. Chào mừng mọi người đến với số đặc biệt ở Melbourne, Australia. Và chúng tôi vừa mới hoàn thành một ngôi nhà rất là xinh đẹp ở đất nước này. Bây giờ chúng tôi sẽ mời mọi người đi tham quan nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa, bắt đầu chúng ta sẽ tham quan ngôi nhà nhé. Và đây chính là không gian đầu tiên ngay khi mình bước chân vào từ cửa. Nó nằm bên tay phải. Đây là khu vực tiếp khách, để dành cho khi mà gia chủ có khách đến nhưng không muốn làm phiền đến không gian sinh hoạt chung của gia đình. Đây là một cái phòng khách mini vô cùng ấm cúng, với không gian có bộ bàn ghế và khu vực lò sưởi. Đây tuy là một không gian phòng khách riêng biệt, nhưng được team Minh Nguyễn Design thiết kế, nó vẫn có cái sự liên thông với các cái không gian ở tầng trên. Thì các bạn có thể thấy ở đây là ngay khi mình bước vào nhà là sẽ có một cái khoảng thông tầng liên kết từ hành lang tầng trên, và vẫn có cái không gian liên thông xuống cái khu phòng khách này. Nó làm cho không gian phòng khách được rộng và thoáng, không bị bó buộc trong bốn bức tường. Ở thiết kế nội thất của khu vực này thì mình đã sử dụng những cái chiếc ghế design của Caracol, với những cái chi tiết hoa văn CNC, gỗ, lồng, trong đó là các chi tiết kim loại, làm cho các cái phần ghế nó có thêm chiều sâu và làm cho không gian trở nên trang trọng. Khu vực hành lang dài xuyên suốt ngôi nhà chính là nơi liên kết các trục giao thông với nhau, liên kết các phòng hai bên cũng như là tầng trên với tầng dưới, như ngay ở khu vực sảnh mà các bạn đã thấy. Còn ngay bên cạnh tôi, đây chính là phòng rượu của gia chủ, cũng như bên cạnh đó là cầu thang đi lên tầng 2. Không gian bếp mở được thiết kế thông thoáng và là trọng tâm của ngôi nhà, với phần hệ kệ đồ khô và các chức năng phục vụ ngay phía sau, như là máy pha cà phê, máy nướng bánh. Và với cái khu đảo bếp rất là to và lớn như thế này thì mọi người tha hồ mà chuẩn bị, hay là có những cái ăn sáng ở ngay trên mặt bếp. Và một điểm rất là đặc biệt của khu bếp này mà mình muốn giới thiệu đến cho mọi người là khu bếp chính ở giữa, còn xuyên suốt bên hông này là các dải bếp, chức năng phục vụ cho việc nấu nướng, chuẩn bị, cũng như là các cái phần kho chứa đựng. Thì bên trái của mình đây là khu vực bếp nấu này, chậu rửa, và tất cả đều được tiếp cận với không gian sân vườn, ánh sáng tự nhiên ở bên ngoài, nên khu bếp rất sạch và thoáng. Ngay bên cạnh của khu bếp chính, di chuyển một chút vào trong thì các bạn sẽ có thể thấy ở đây là cái khu vực kho này, có thêm một cái chậu rửa để hỗ trợ cho chức năng sử dụng. Lò nướng, lò vi sóng, tất cả đều được đưa vào phía trong để cho sạch sẽ về phần mùi. Bên phải của tôi sẽ có một cái phần kho chức năng. Đi sâu vào bên trong nữa, các bạn sẽ thấy chỗ này rất là hay, mà chắc chắn là nhiều nhà ở Việt Nam không làm được điều này. Đó là đây là một cái khu giặt phơi, các máy giặt, máy sấy, các tủ chức năng, thêm một chậu rửa để có thể giặt vò bằng tay. Và bên phải là một cái cánh cửa đôi, mà trong này sẽ là các cái phần kho để các cái dụng cụ phục vụ cho việc lau rửa nhà. Khu vực đảo bếp với chiều rộng là 1,2 m, rất là thoải mái sử dụng. Mình có thể bố trí thêm 3 cái ghế bar cho mọi người khi mà đến ăn chơi ở nhà. Và bước qua đây chính là khu vực bàn ăn, với chiếc bàn siêu to khổng lồ, kích thước là một chiều là 3 m và một chiều là 1,1 m. Để mà có một cái bàn ăn với kích thước dài 3 m như thế này thì chắc chắn với các bạn là không hề dễ. Team Design phải tìm được một cái tấm đá đủ cái khổ, cũng như là đủ về chất lượng, đẹp, thẩm mỹ để phù hợp với ngôi nhà. Thì thường trên thị trường là các cái tấm đá mình mua nó chỉ dài đâu đó khoảng từ 2,7 m, 2,8 m. Thì khi mình cắt đây mình không thể có được một cái bàn dài như thế này. Thì tấm đá này đặc biệt là một cái tấm đá tên là River Bordeaux. Các cái vân đá nó như một cái dòng sông, có những cái vết đỏ loang như là phù sa. Đây là một tấm đá Granite Brazil rất là đặc biệt mà mình chọn riêng cho thiết kế của ngôi nhà này. Để kết hợp cùng với thiết kế bàn River Bordeaux, khu vực này team thiết kế đã đưa ra một cái thiết kế ghế rất là trang trọng, với phần gỗ được làm xuyên suốt từ chân lên đến phần ốp lưng, là sử dụng gỗ ốc chó, cùng với chi tiết nẹp đồng được lọng ở bên trong. Phần vải bọc ghế đã được chọn một cái chất liệu vải ánh kim để bắt sáng. Với trường hợp ở đây chúng ta có 10 ghế thì thường mình sẽ sử dụng là 4 ghế hai bên, của hai dãy là giống nhau, nhưng mà hai ghế đầu bàn nó sẽ là điểm nhấn với phần vải chất liệu bọc được khác đi, mà ở đây là cùng màu và có những cái phần gân da rắn nổi lên rất là đẹp. Một điểm vô cùng đặc biệt và ấn tượng của ngôi nhà này chính là vị trí của chiếc bàn ăn. Chiếc bàn ăn đợt này được đặt ngay giữa với hai bên là hai cửa kính to lớn nhìn ra ngoài sân, mỗi bên là một cây maple tree mà các bạn biết không, vào mùa thu hai bên này cây đỏ rực lên thì cực kỳ đẹp. Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa, bây giờ chúng ta sẽ bước qua để tham quan khu vực phòng khách. Tất cả các sản phẩm nội thất của ngôi nhà này đều được công ty Minh Nguyễn Design sản xuất tại Việt Nam và đem qua đây lắp đặt ở Australia. Và chiếc sofa này là một trong những sản phẩm đặc biệt đó. Các bạn có thể thấy chiếc sofa rất lớn. Đây là mình gọi là một chiếc sofa hình chữ C chứ không phải chữ L, vì nó cần phải ôm hết khu vực phòng khách để làm cho không gian trở nên ấm cúng hơn, vì khu vực phòng khách này khá là rộng. Và ngoài ra, để cho cái thiết kế của ngôi nhà được xuyên suốt, phần vải bọc ngồi của sofa được sử dụng chất liệu giống như ghế ăn, nhưng để làm cho không gian trở nên điểm nhấn hơn, chiếc sofa có các cái phần bọc bằng da màu cam rất là trang trọng, rất là đã các bạn ạ. Và mình muốn có một cái chi tiết muốn bật mí cho mọi người là ở cái chiếc gối này. Ở đây có một cái phương pháp thi công mà nhiều khi mọi người không biết. Khi mà các bạn đi xem những cái ghế sofa ở các showroom của các cái hãng nước ngoài sẽ thấy khác so với ở Việt Nam, là ví dụ khi mình ngồi xuống ghế nó sẽ có một cái độ xẹp xuống mà ở mình không làm được. Thì cái bật mí chính là ở đây thì là mình phải làm những cái gối bằng da, và trên cái gối đó mình sẽ có là đục các cái lỗ thoát khí. Thì nhờ như vậy á, thì khi mình tựa vào cái gối, cái phần không khí nó sẽ xì ra nhẹ 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 và làm cái gối nó mềm xuống dần. Đó, thì nó tạo một cái cảm giác rất là thoải mái. Và khi mà mình đứng lên thì sau đó không khí nó sẽ tự động vào và nó sẽ làm cái gối phồng trở lại. Bên tay trái của mình đây là một cái phần tủ gỗ óc chó được thiết kế kèm chung với sofa. Mục đích của nó là gì? Mục đích của nó là khi mà chủ nhà ngồi đây sẽ có thêm một cái phần tủ chức năng để chứa đựng và đặt cho mọi thứ rất là gọn gàng. Như mọi người thấy ở đây, tất cả các cái phần hệ điều khiển tivi và máy móc được xếp rất gọn gàng trong này. Đây là chiếc bàn cà phê mà làm tốn rất nhiều công sức và tâm huyết của anh em team Minh Nguyễn Design để sản xuất được ra. Chiếc bàn này được làm hoàn toàn bằng veneer nu bạch dương và được làm cho nó một cái màu giả cổ. Và với ý tưởng thiết kế là dòng sông chảy xuyên suốt qua giữa những ngọn núi. Và khi hoàn thành chiếc bàn này thì cả team thiết kế cũng như chủ đầu tư đều vô cùng hài lòng. Tầng 2 là khu vực sảnh hành lang liên kết với khu vực thông tầng của phòng khách. Và ngoài ra xung quanh đây sẽ là các phòng ngủ chức năng cho mọi người trong gia đình. Maple tree. Cảm ơn mọi người hôm nay đã cùng Minh Nguyễn Design tìm hiểu vào một ngôi nhà mà chúng tôi vừa mới hoàn thành ở Melbourne. Các bạn hãy tiếp tục like, share and subscribe để đồng hành cùng chúng tôi và khám phá thêm nhiều những công trình thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì trời đang rất là nắng đẹp nên tôi phải đi chơi đây. Tạm biệt mọi người.